Trưởng lão Thích Thông Lạc cho cái tu viện của chúng ta càng tốt, để mấy con là những người quyết tâm tu mà không bị mang tiếng, chứ không khéo họ cũng nói một bọn nhau đó. Mình vô đây mình tu hành, mình nỗ lực, mình thanh tịnh, mà chỉ có những người làm xấu, một con sâu làm rầu nọc canh, một người làm xấu là ảnh hưởng đến mình hết. Cho nên cái đó là cái thầy không có muốn cái điều đó, nên quyết định là phải sửa. Thôi bây giờ thì mấy con về nghỉ, thầy sẽ đến thầy bạc bên Nam giả lo sắp xếp lớp rồi mới dạy tu. Các con hiểu không? Dạ, con thưa thầy. Có gì con cứ thưa. Cái ngày thứ hai ấy, con nhắn lên ạ. Con nhắn lên ạ, là xin vui. À được, con cứ nhắn lên đi rồi thầy vui. Rồi rồi, con thưa đi con. Chúng con điều kiện hoàn cảnh gia duyên, cho nên là chúng con muốn vào đây tu mà có một cái thời gian tu dài, thì hoàn cảnh lúc này chúng con cũng chưa thể dứt được ngay. Thì trong cái pháp của thầy dạy là đạo đức, cho nên là không làm khổ mình, không làm khổ người. Và vì thế mà chúng con có lúc bức xúc là muốn làm dứt ra ngay, nhưng mà làm như thế thì lại thiếu đạo đức. Thế nhưng mà nếu như là chúng con lại không vào đây để tu mà cứ ở nhà thì hát chúng con ôm ấy không được chặt. Cho nên là chúng con vẫn cứ theo về đây tu. Thì đôi khi là chúng con cũng còn mắc về gia đình, có những chuyện gia đình, có thể có gia đình mình phải hỏi đến hoặc là gọi tới. Thì trong cái trường hợp như thế này thì con thưa cái trình thầy là thầy sẽ cho chúng con tu như thế nào? À, bây giờ còn gia đình, mấy con phải tu trong gia đình chứ không được bỏ. Bởi vì trong gia đình mình có nhiều cái cách thức tu, chứ không phải là mấy con ở trong gia đình con thì con làm hết cái nhiệm vụ giúp đỡ chồng con của mình, không? Đó là một cái nhiệm vụ, cái trọng trách, cũng là đạo đức rồi, cũng là tu đó. Trong khi giúp đó mà trong gia đình mình có cãi cọ tiếng này tiếng kia thì mình phải biết đây là nhân quả, có duyên mới gặp nhau trong gia đình, con cái chồng con, thì do đó mình thấy đây là nhân quả, có gì mà phải cãi cọ, nhịn, tức là nhẫn nhịn hết, tùy thuận hết thì nó sẽ im chứ có gì. Ai nói gì thì làm kinh vui vẻ, chứ không phải gì đó mà bỏ ăn bỏ này kia thì như vậy chống đối lại. Mặc dù không nói ra nhưng mà mình bỏ ăn hoặc là đi hàng xóm không có thèm nói chuyện nữa thì như vậy là không đúng, mà mình vui vẻ đối xử cái chuyện rồi thì mình thấy xả bỏ xuống vì nhân quả. Do đó mình tìm cách, mình tìm cách mình nói giả lạ, mình nói một điều khác để làm cho gia đình vui, để làm cho những người thân mình, con mình hoặc chồng mình không buồn phiền, thì cái đó là cái tu tập. Rồi ban đêm, nửa đêm khi lơ khi lắc thì con sẽ tập cách thức nhiếp tâm trong 16 cái điều mục hơi thở. Nó đại dạng với con nhiếp tâm an trú trong hơi thở, rồi nhiếp tâm để thân an trú trong hơi thở để đi lui bệnh, nhiếp tâm để quán ly tham, nhiếp tâm từ bỏ tâm tham sân si, nhiếp tâm với tâm định tĩnh. Con thấy ở trong 18 đến 19 cái điều mục của hơi thở đủ cho mấy con ở trong gia đình, để trong buổi tối và buổi khuya rảnh rang mọi người ngủ con sẽ ngồi lại con tu tập. Con hiểu không? Đâu có gì đâu mà phải bỏ đi để rồi gia đình mình ngồi đây mà gia đình mình không ai lo. Mà có lo đi nữa, người chồng cũng thấy vợ mình bỏ như vậy coi như không còn trách nhiệm, thôi cha con mình ra sống để cho bà tôi đi. Chứ sự thật ra thấy cái điều đó thì ông chồng cũng rất nhiều. Sao không? Thầy nói thật mà. Làm sao trong gia đình phải hòa hợp mà mình tu sao khéo léo, đừng có để thấy nếu mà chồng con vui vẻ thì mình có thể tu cho mọi người biết, còn không khéo thì nửa đêm mọi người ngủ mình mới dậy tu, còn ban ngày thì mình xả tâm, mình vui vẻ lúc nào cũng không có một cái lời nói to tiếng, đó là mình tu đó, mình xả tâm, kêu là ly dục ly ác pháp, tất cả ác pháp đến với con, còn cứ ly hết thì như là trong gia đình mình không có chuyện gì xảy ra, đó là cách tu. Còn con trốn vô đây chứ ít bữa con về con gặp nó bắt đầu con la lên đó. Bây giờ ức chế ta. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, ngay trong gia đình mình cứ tu đi. Cư sĩ mấy con phải lượng cái điều này, đừng có trốn né gì hết. Khi nào sắp xếp xong, bây giờ đó chồng hiểu, các con cũng hiểu, thôi bây giờ mẹ hay là cô hãy lo cô tu đi, rồi sau này thì tôi với mấy đứa con cũng sẽ nỗ lực tu như bạn. Thì cho phép mình cứ đi, mình vô mình nỗ lực mình tu thật tự, mình không còn lo lắng gia đình nữa. Chứ còn thấy cái trách nhiệm mình còn thì theo thầy thế nên về gia đình nỗ lực tu trong hoàn cảnh gia đình, vừa có cái đối tượng xả tâm
mà vừa có cách thức nhiếp tâm trong những buổi khuya mình tu tập, mà chỉ dựa vào 18 đề mục phân tập, không cần hỏi thầy gì hết, nó đã có bài bản rồi đấy thôi. Cứ dựa vào đó, mình thấy tâm mình sân nhiều, khó dằn quá, khó nhẫn quá, thì quán ly sân, quán đoạn diệt tâm sân, cứ nỗ lực ngày đêm tu tập cái đề mục đó. Thì mỗi lần mà nó có cái gì buồn phiền, nó nhớ mình quán ly tham sân sao lại mình còn sân đây, thì nó xả ra liền rồi con. Con hiểu không? Mà nhiều lần xả thì nó hết, nó còn. Nó có cái cơ bản để mình tập luyện, để khi nó bật một cái gì ra thì nó nhắc mình. Đó là cái tích tụ. Nhớ là nhân đàn để con xin trình thực với thầy, để mà con nắm được thì con đi thẳng một mục đích. Chứ nếu như mà giả dụ bây giờ con suy nghĩ nhưng mà con chưa biết đường để con phân tích cho con là nên ở lại đây hay nên về gia đình, thì con cũng còn chưa thể tự mình khẳng định được. Gia đình thì cũng tùy thuận cho con, thế nhưng mà con cũng nghĩ khi họ cần cái gì họ vẫn cứ gọi tới, hoặc là có những cái hỏi han thì con cũng sẽ hướng mắt. Bởi vậy cho nên con cũng xin trình thầy, xin lại thầy là 26 con cũng ở đây thì trọn vẹn cả những cái tháng như thế con cũng không về, hoặc là từ đó con vẫn nắm cũng tu, nhưng gia đình cũng vẫn dành riêng cho con những cái chỗ để con tu hành. Thế thì con vào đây con cũng thực hành được, ví dụ như là con cũng tỉnh táo được, con không để cho hôn trầm. Thế mà qua đêm hôm là con phát môn, con ôm phát đầy đủ. Thế con có buồn ngủ thì con lại có cách phá. Ví dụ con đã trình thầy có đôi lần như vậy, phát con ôm mình vậy nhưng con vẫn hướng về chuyện gia đình. Cho nên hôm nay con cũng xin trình thầy dạy cho con để con được rõ. Thế vậy thì thầy xác định cho con đó đúng cái phương hướng, con nên về gia đình tu, tốt hơn, và cái tâm con cũng được yên, mà nhiệm vụ trọng trách của con trong gia đình cũng trọn vẹn, mà con tu được. Bởi vì cái tâm quyết tu của con thầy biết rồi, không? Cho nên con vẫn ôn pháp tu mà ở trong gia đình của mình, có điều kiện mình làm cái chuyện gì giúp đỡ gia đình được hết, tu trong chánh niệm tỉnh giác trong hành động này, đó là cái tốt đó con. Con nên về gia đình, đó là cách thức của người cư sĩ. Còn khi mà trong gia đình mọi người con thấy rằng họ chấp nhận cho con đi tu giải thoát, thì con mới vào tu viện tu. Người ta sẽ sắp xếp cho cái lớp mấy con, để mấy con ở, để mấy con đi vào trong cái chỗ tu chính đạo. Chứ còn bây giờ mấy con ở đây mấy con tu không chứng, bởi vì thầy biết gia đình thầy không dám dạy. Chứng rồi đây, chứng rồi, có con chứng rồi, các con không còn bao giờ các con trở về gia đình. Coi như là những người đó trong cái đầu của mấy con nó sẽ mất hết. Bởi vì người chứng đạo mình bất động hoàn toàn, cho nên nó có trách nhiệm bổn phận. Thầy, tức là lúc nào mà gia đình hoàn toàn giải thoát cho con, coi như là không còn có để động tâm nữa, tức là không gọi là không sử dụng gì đến con nữa, coi như cho con đi hẳn. Thầy đó, cho con như xuất gia đó, cho con như xuất gia đó. Nghĩa là tấm công nhà, không cửa, không gia đình đó. Thì con coi như là cho con đi mang chiếc áo cư sĩ. Nhưng mà sự thật con là người cư sĩ rồi, người tu sĩ rồi. Thì chừng đó con đến đây thì con mới nhập thất vào một cái giai đoạn cuối cùng để mà thực hiện được con đường giải thoát của con. Thầy cũng phải cho con nhận được pháp để khi con là còn cái thân người cư sĩ, đầu con còn mang tóc, tức là mang còn nhiều thứ tội. Thế thì bây giờ thì con về con cũng được ôm những cái pháp để mà tập luyện. Đúng rồi, con sẽ tu những cái pháp đó, tu mệt đó. Chứ không phải là tu, chứ còn không có tu pháp gì cao hơn được nữa. Bây giờ thí dụ như trong cái giai đoạn của con mà nó tu tứ niệm xứ thì tu không được, không có vô có được. Bởi vì gia đình còn thì tâm phải phóng dật ra, phải lo, làm sao được. Rồi bây giờ con bây giờ có cố gắng đi nữa mà thấy gia đình chưa có đồng ý, chưa có gì hết, mà nhiệm vụ mình chưa xong, thì coi như con ngồi làm sao mà con yên được, mà con vô được trong cái tứ niệm xứ. Như hồi nãy thầy nói, nó tứ niệm xứ là nó không hôn trầm tỳ miên, nó không vọng tưởng nữa thì mới vào từ tứ niệm xứ. Mà còn vọng tưởng, còn hôn trầm tỳ miên, mặc dù là còn chỉ trong vòng chừng một giây một phút rồi mình phá, mình đi kinh hành hết, nhưng còn thí dụ bây giờ con thấy nó lừ đừ, nó buồn ngủ thì con đi dần cái nó hết. Nhưng mà sự thật nó hết, nhưng mà thật nó còn. Chừng nào mà suốt ngày đêm mấy con ngồi mà nó không có buồn ngủ thì chừng đó mới hết hôn trầm tỳ miên thật, thì mới vào cái tứ niệm xứ mà tu, không? Cho nên bây giờ về trong gia đình con tập tu lần lượt, mà trong khi mà nỗ lực tu vậy, nó cái phước nó chuyển con. Trong khi đó gia đình con, mấy con nó thấy con tu tập như vậy thì nó giúp đỡ. Bây giờ mẹ con thấy mẹ nỗ lực hết sức mẹ tu,
theo con nghĩ mẹ nên già tu viện tu, tụi con ủng hộ mẹ hết mình. Rồi ông chồng nói, bà mà đi tu tôi cũng ủng hộ bà hết mình, bà đi là tôi mừng. Đó thì bắt đầu bây giờ duyên đủ rồi đó, thì con sẽ vào trong này. Nói tôi mà bây giờ các con mà cho mẹ và ông mà cho tôi đi tu, tôi sẽ xuống tóc, tôi xuất gia, tôi mặc y áo như mấy người kia được không? Nó được, chấp nhận hai tay hết. Thì bắt đầu con vô đây, thầy chưa xuất gia con đâu, mà thầy dạy con tu hành xong, chừng đó con dùng quan sát cái duyên của mình ở cái tỉnh nào, thì chừng đó thầy sẽ cho con xuất gia về tỉnh đó. Con hiểu không? Để mà mình độ chúng chứ còn đâu có gì khác. Còn chồng con mình nó lần lượt nó bị cái duyên nhân quả, nó lần lượt nó vô tu viện nó tu. Tức thì bạch thầy này, ví dụ như 26 thầy cũng đã dạy qua những cái giai đoạn tu, thì như thế là đôi khi con vẫn nhớ là cái khác đấy, thì bây giờ đôi khi con ngồi thì nó vẫn cứ làm như thế, thì vậy con có thực hành không hay là bỏ ra? Đó, ví dụ như cái quán thân, khi mà con ngồi con vẫn cứ thấy từ trong cái hít thở đấy. À, biết cái đó lên, à, biết rồi thầy biết rồi, nhưng mà con còn ôm trầm thì miên, mà con ôm tu nó thì con bị ức chế, con không có hôn trầm thì miên à. Từ khóa tu từ tối cho đến sáng con làm bằng, nghĩa là bây giờ con không còn ngủ nữa, con tức là buổi tối khi vào giờ tu nào là giờ con tu đấy, ví dụ buổi tối con vào tu ấy thì có thể con đi thân hình niệm một tiếng, thế sau thì con ngồi theo cái pháp hôm vừa rồi thầy cho là dẫn tâm vào đạo, thế xong rồi là bắt đầu con thư thái nửa tiếng, xong bắt đầu con lại ngồi nữa, hoặc là con muốn đánh không, thầy muốn hỏi con đó, ở trên tứ niệm xứ có thể nói là nó sẽ thức suốt đêm ngày, từ ngày này sang ngày khác 7 ngày đêm lận, cho nên bắt đầu người ta dạy tu mà trên tứ niệm xứ ta dạy cho mình vào thử một đêm một ngày, mà người ta thấy mình không còn hôn trầm tùy nhiên người ta dạy mình tiếp theo, còn mình còn hôn trầm tùy nhiên á thì người ta dạy cách thức để phá hôn trầm tùy nhiên. Còn con suốt một ngày đêm mà con thấy con không còn buồn ngủ chút nào, tỉnh bơ hết. Thầy, thì thầy là con có được như thế, bởi vì ở nhà con cũng có phòng tu riêng ạ. Thế thì con ở đây thì con vào này thì con cái buồn ngủ là thầy cứ cho con thí dụ thử cách một đêm. Thì cái giờ tối hôm nay thử cho con thì con cũng tập được đủ giờ, đúng giờ 5 giờ con bắt đầu đi quét ra. Hoặc là con luyện từ cái mà thầy dạy dò con, tức là trước khi vào tu đến khi mà giữa giờ tu không được cả đi vệ sinh. Thân trình thầy là con cũng luyện là như thế, tức là đến khi ở trong giữa cái giờ tu thì cũng không được phép đi xuống cái nhà vệ sinh. Con tập luyện từng cái chỗ đấy, như là trước kia thì con chưa bị cái bao tử lúc mà của 26 ấy, con trở về khi thầy đi mất rồi con mới bị cái tưởng đánh xong cái thì bắt đầu con lại bị luôn cái bao tử ạ. Thì bây giờ cái tưởng vào như nào lúc con đã trao đổi với thầy thì bây giờ có lẽ là con cũng sợ ngồi lâu, cho con không ngồi, con chỉ cứ nửa tiếng lại nửa tiếng. Đấy, nên là con đánh những cái lúc mà sợ là buồn ngủ thì con lại làm trong trước, tức là cứ giờ này đi cái này giờ kia đi như vậy, hoàn toàn bị tỉnh đạt, con được tỉnh như ban ngày phải chứ không, không thì cái đó là ôm pháp rồi con, mình ôm pháp mình đi. Dạ. Còn bây giờ mình không ôm pháp mình hết, mình ngồi, ngồi chơi, mình giữ tâm bất động ngồi chơi thì mình thấy nó có xen vô không? Thì con sẽ cố gắng rèn luyện thêm nữa. Ráng cố gắng rồi. Thì xin thầy, tức là ý là con nếu như con về nhà thì con có ôm những cái pháp, ví dụ ngày xưa cũng đã tập sự những cái đấy thì có ôm pháp thế thầy trong chứ giờ. Đúng rồi, những cái pháp mà cần thiết á thì thầy thấy như bây giờ trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở phải tập luyện cho nhuần nhuyễn. Rồi pháp thân hành niệm phải tập để mà phá hôn trầm tùy miên. Rồi cái pháp mà giữ tâm bất động, thanh tạ an lạc vô sự cũng tập. Coi như là định vô lậu cũng quán xét tư duy để mà thả tâm con. Vậy không? Phải không? Thì theo thầy thiết nghĩ con cũng về tập đủ các pháp hết, đừng có bỏ. Mà nó có những cái đối tượng nào nó hiện ra thì con nên dùng cái pháp đó mà dẹp nó, để con giữ cái tâm mình rất là tỉnh táo con, thấy không? Đó. Thầy dạy con giữ được những lời thầy dạy cho đôi khi là con tác ý được những điều như là con gặp là ác pháp ạ. Được. Con chân đi như tên là nó đi pháp á. Con sẽ ghi cái tên, rồi thầy sẽ ghi tên cho thầy sẽ quy y cho con. Rồi. Có ghi tên thôi con, thầy khỏi mất công. Dạ, 93 năm rồi mà gặp thầy nghe nói được có vài câu, tới bây giờ chị cũng bền chí theo thầy. Tốt lắm. Con ráng, con sẽ ráng về gia đình tu tập rồi
để mà nỗ lực tu các pháp ở trong gia đình nó đủ duyên á, bắt đầu con đi sâu hơn nữa. Chương trình thầy, con cũng nghe là thầy sẽ trở về nhà và con cũng có phòng riêng để tu, và con vẫn cũng có được điều kiện, con cũng có cái việc gì để làm. Thưa thầy, đây có việc quét rác hay con về nhà đúng không, có cái việc gì thì gia đình người con các cháu đi làm hết, thì con chỉ biết ngồi trong nhà và tu thế thôi ạ. Được con, được con. Thọ nhận lời của thầy dạy, con sẽ cố gắng phấn đấu, mà khi để con đủ cái nhân duyên thì con sẽ lại trở về tu viện. Con học thêm, xin thầy, con vẫn còn ở đây thời gian nữa thì con chưa về đâu. Thôi ráng học cái thơm đi. Còn con trình bày đi. Con kính bạch thầy ạ, thầy cho phép con mấy phút ạ. Con đến kính bạch thầy, con trong thời gian con ở đây được gần chục ngày ạ, thầy con hưởng từ trường thiện của thầy, của các cô tất cả chư thiên ở đây ạ, thì con thấy con người con dễ chịu hơn ạ. Con bạch thầy, cái cổ của con bây giờ con cảm thấy nó to hơn một chút ạ, vì thời gian vừa rồi là con không có đuổi ạ. Bây giờ nó cảm thấy nó to hơn, mà thỉnh thoảng con cứ dở dời hay thỉnh thoảng nó lại hành con cứ chân tay cứ run run mệt mệt, trong người cơ thể có vẻ suy yếu mệt mệt ạ. Con bạch thầy, bây giờ con lại xin phép để con mỗi một khóa tu con xin phép con lại đuổi bệnh khoảng vài chục phút ạ. Con bạch thầy là con thời gian con ở nhà thì con xuống Ninh Bình suốt, nhưng mà con xuống với Ninh Bình thì đa số là thao tác lao động, giờ tu thì có ít. Nhưng con bạch thầy là con ước nguyện, con ước nguyện con đủ duyên thì con được vào tu viện ở thời gian lâu lâu, hay là con lại được duyên con lại được ở hẳn trong này. Nếu con được đủ duyên, con ước nguyện con về gia đình con tương đối ổn định, sắp thế tương đối đâu ra đấy ạ, gia đình thoải mái cho con đi, con ước nguyện con được vào tu viện tu hành ạ, cho đến khi con bỏ báo thân ạ. Cái điều đó tốt thôi con, nhưng mà có hiện bây giờ con bị bệnh đó, cái sức con nhiếp tâm để đẩy lui bệnh nó chưa đủ á, thì nên về gia đình mình uống thuốc đi, mình trị bệnh đi. Còn nếu mà đủ sức á thì hãy nhiếp tâm an trú, mà khi sau khi sắp xếp gia đình xong rồi vào đây á, một là chết, hai là chứng đạo thôi, chứ còn không có sợ bệnh. Còn bây giờ thì con còn về gia đình thôi, lo cái vấn đề bệnh đau cho nó hết đi. Chứ con thấy nó những cái một cái cổ con, ở cổ con như thế này nó làm cho con mệt, có tu được gì đâu, hiểu không? Thôi bây giờ về gia đình lo công việc đó đi, chứ vừa tu mà vừa gia đình đủ thứ thì tu không có được đâu, nó không có đi sâu được, nó cũng chỉ là tu chơi chơi, tu chung chung vậy thôi con ha. Thôi tốt hơn lo về gia đình đi, rồi giải quyết đâu cho xong, hãy quyết đến tu viện là quyết tu, chứ không có nghĩ gì cái vấn đề gia đình nữa, mà quyết tu rồi thì sống chết bệnh đau mà không sợ nữa. Ở đây thì chỉ có gan lì thôi, cho chết bỏ, thì như vậy mới theo cái tu viện này mới tu được. Con hiểu không? À, mấy con hiểu thì bây giờ cứ lo về gia đình đi, chứ không phải là như hồi ở Ninh Bình. À, mấy con phải vô lao tác, phải làm này kia, ở đây không có lao đó gì hết, ai làm gì làm. À, con kính bạch thầy ạ, con hay bị vọng tưởng, quên trước quên sau, nhưng con bạch thầy là đa số vọng tưởng của con cứ nghĩ đến điều thiện ạ. Còn nghĩ đến gia đình hay tất cả cái gì đấy thì con lại tác ý luôn. Con lại nghĩ luôn, bảo con coi như chết rồi, tuổi này thì coi như chết rồi, tại sao còn vướng gia đình, con làm tất cả các thứ làm gì nữa ạ. Con bạch Phật, con bạch kính bạch thầy, con cứ nghĩ như là con chết rồi ạ. À, nó nghĩ điều thiện, điều lành gì ạ, mà khi nó nghĩ thì mặc nó, nhưng mà khi mà mình điều khiển cho nó không nghĩ thì nó phải không nghĩ. Chứ không phải là con ngồi đây con muốn im lặng mà nó không im lặng, đó là tự nó nghĩ. Còn bây giờ đó, con muốn nó không nghĩ, cái phương pháp người ta dạy mà, người ta dạy con nhiếp tâm muốn không nó nghĩ, không cho nó nghĩ thì nó sẽ không nghĩ. À, cho nên bây giờ về cái vấn đề bệnh đau của con á, thì con phải về lo đi, về gia đình lo công chuyện hết đi. Chứ còn bây giờ vừa công chuyện gia đình vừa ngồi đây tu thì nó có dạy cũng uổng thôi, mà không, về giải quyết gia đình. À, rồi như vậy là cô Út sẽ sắp xếp cho mấy con cái lớp. Còn mấy con chỉ người cư sĩ, mấy con
ở dài hạn 1 tháng thì con sẽ sắp thêm 1 tháng, 3 tháng sắp thêm 3 tháng, chứ đừng ở chung, ở chung khó lắm. Thì cái như đó dài hạn. Còn cái người mà đến ở một tuần lễ thôi đừng sắp. Thôi mấy con cứ, thầy nói khuyên đó, mấy con cứ về để mà lo cái diện gia đình. Rồi mấy gì thôi. Con xin thầy là bây giờ con vẫn có cái hơi thở như thế, ví dụ như bây giờ bình thường á, nếu như mà thưa trình hay nói cái gì hay làm cái gì thì có thể con chú vào cái đâu đó, nhưng đến khi xong rồi con trình thầy lại biết là hơi thở. Thì con thầy giờ... không cần con, không phải lúc nào cũng biết hơi thở đâu. Không, con chỉ biết con thôi, chứ không con chỉ bám trong hơi thở thì chơi này thì ví dụ con không nhìn ra xa thì con lại biết cái hơi thở. Mà như vậy không có được con. Thì bây giờ cách mình đã thầy dạy cho con. Mình phải tác ý, không có chú ý trong hơi thở. Mà chú ý trong cái sự thanh thản của nó thôi. Ha. Tức là đuổi cái hơi thở đi cho nó. Thôi đừng có chú ý trong hơi thở nữa. Tức là tâm không được chú vào hơi thở. Không được chú ý. Chừng nào con bảo chú ý hơi thở là chú ý hơi thở. Mà con bảo thôi. Chứ để không con thành cái thói quen hơi thở. Ngồi đâu cũng thấy hơi thở hết á. Rồi sống chết với hơi thở không, nó không được. Mình muốn làm chủ lấy mình á thì mình phải điều khiển. Biết hơi thở là phải biết hơi thở. Biết bước đi là phải biết bước đi. Chứ không phải vừa biết bước đi mà vừa thấy hơi thở không được. Tâm làm cái gì là phải phải chú ý một cái thôi. Đó không được chú ý hết. Ví dụ như là khi ngồi thở thì biết thở, mà khi ngồi đi thân hành niệm thì hoàn toàn cả biết từng động tác của thân hành niệm. Cái gì nó ngồi thở. Chơi là biết thanh thản. Chứ còn mà ngồi chơi mà cứ thấy hơi thở xong thì nó thanh thản nó mất rồi. Thì là mình tác ý cho nó. Nó đi hàng hai không được, mà nó đi duy nhất của nó thôi thì được. Mình làm chủ cái tâm mà. Còn cái mà con làm không làm chủ cái tâm mà con bị kẹt cái thói quen, không? Thôi bây giờ để thầy qua thầy tiếp ở bên Nam mấy con, rồi để lo sắp xếp lớp, rồi thầy mới dạy. Chứ bây giờ mấy con hỏi thầy, thầy cũng dạy không được. Có phải không? Bây giờ chưa có lớp. Thôi để thầy đi qua bên. Thôi đừng xá thầy thôi mấy con, thầy sẽ chào. Bye-bye.